Đông tình tuyết cô muốn làm gì, tôi không có gì, kỳ lạ lần trước không phải là thăm dò rồi sao, cậu ta hoàn toàn không có phản ứng với tinh thần lực, sao mình còn muốn thử, mình cũng bị ngốc rồi sao, thân pháp, độ hoàn thành 62%, huấn luyện lần này thật sự không tệ, mình cảm giác động tác có thể trở nên nhanh hơn một chút rồi, đã thông qua huấn luyện thân pháp giai đoạn thứ hai, địch đây chỉ mới có mấy phút, giai đoạn thứ hai đã kết thúc rồi sao, đúng vậy, cảm giác giai đoạn thứ hai của lục thánh đặc biệt đơn giản sao cảm giác không giống với giai đoạn thứ hai trước đây đã từng xem qua cái gì mà đặc biệt đơn giản chỉ là lục thánh biểu hiện đặc biệt dễ dàng mà thôi thân pháp của cậu ta đã là hoàn mỹ cảnh rồi tôi ngược lại muốn xem thử cậu ta có thể đến trình độ nào hà hà đông tỉnh tuyết cô e rằng là lần đầu tiên hai chúng ta có suy nghĩ giống nhau bắt đầu huấn luyện thân pháp giai đoạn thứ ba lục này hàng ngàn quả bóng bay với tốc độ chóng mặt gần như là không có một khe hở để né ai nấy đều cũng bất ngờ âu oh, đây chính là giai đoạn thứ ba sao quá khó rồi đúng không hàng ngàn quả bóng đang lao tới lục thánh cộng với tia laser khiến cho giai đoạn này khó hơn rất nhiều nhưng đối với lục thánh thì dễ như kẹo bắt đầu càng lúc càng khó hơn rồi lần này thậm chí còn muốn thử dùng tia sáng để phong tỏa tuyến đường tránh né của mình không sai mình cũng phải lấy ra chút lực để thử sau đó một tiếng nổ vang dội hàng ngàn quả bóng và tia laser bắt đầu bắn vào lục thánh lục thánh khó khăn né từng đợt sóng thân thủ cũng quá nhanh đi đậu xanh đây là nhập vi cảnh cậu ta vừa mới trực tiếp đột phá trong này sao cũng như xem là lão binh cấp 4 cấp 5 của chiến trường, cũng không có mấy ai có thể đem thân pháp rèn luyện đến nhập vi cảnh. 22 tuổi tôi mới đột phá được nhập vi cảnh đấy, tôi thì 25 tuổi thế thì không giống, tôi là võ giả có thiên phú kiểu tốc độ đấy, kiểu tốc độ, tôi trời sinh đã có sự hỗ trợ cực lớn, tiểu tử này năm nay chỉ mới 18 tuổi, địch tôi lại không bằng thằng tiểu tử này, thân phân giai đoạn 3, hoàn thành 15%, độ khó bắt đầu lên rồi chỉ dựa vào lực tinh thần để dự đoán có chút mất sức, Lục Thánh đã bắt đầu không dễ dàng như vậy rồi, sau khi rơi vào thế khó, Lục Thánh lại dùng phong chi hô hấp nhanh chóng vượt qua các chướng ngại dễ dàng, thân pháp giai đoạn 3, độ hoàn thành 62%, những người ngoài cũng không thể theo kịp được với tốc độ của Lục Thánh, Lục Thánh đâu rồi, biến mất rồi sao? Thân pháp giai đoạn 3, độ hoàn thành 81%, tốc độ của tên tiểu tử này đã quá nhanh, mắt thường đã không hoàn toàn nhìn theo kịp, cho nên nhìn mới giống như là biến mất thân pháp giai đoạn 3, độ hoàn thành 100%, hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý, hôm nay cậu cũng đã thể hiện hết rồi, trọng lực cấp 10 và giai đoạn 3 của phòng thân pháp, nhìn cậu ta có lẽ cũng mệt rồi, chúng ta quay về thôi, không hình như lục thánh còn đang muốn tiếp tục, không phải chứ, đến ngay cả tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu giai đoạn thứ tư, hôm nay cậu ta lại có thể một đường đột phá luôn sao, đông tỉnh thuyết tập trung nhìn lục thánh thể hiện sau khi kịch hoạt chế độ 4. Thì bỗng nhiên hàng loạt tia laser tạo liên kết với nhau, Giống các nguyên tố hóa học lao đến Lục Thánh, đậu xanh đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Thật sự có thể né được sao? Cái này thật sự là rất khó. Thân pháp 4, độ hoàn thành 30%, cuối cùng cũng đã đến cường độ này rồi. Lần này xem Lục Thánh làm thế nào. Sau khi hàng ngàn laser tạo kết giới bao quanh Lục Thánh dường như một khe hở cũng không có. Hiện tại tốc độ của phong chi hô hấp đã sắp đến giới hạn rồi. Vậy thì, thần chiếu minh kinh, Lục Thánh kéo dài thời gian để cho các tia laser trở nên chậm hơn cảm giác thời gian bị kéo dài này, nếu như mình nhớ không nhầm, thì dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của tinh thần niệm sư để hình dung có lẽ gọi là thời cảm, lục thánh dễ dàng né những cạm bẫy một cách nhanh chóng. Hiện giờ lục thánh giống như tốc độ ánh sáng mà mắt thường không thể nhìn thất được, đây là tinh thần lực đã đạt đến thể hiện của biến chất, mà loại chỉ huy biến chất này xảy ra trên người của tinh thần niệm sư cấp 3, cũng chính là nói, bây giờ cuối cùng mình cũng đã chính thức bước vào hàng ngũ tinh thần niệm sư cấp 3 sao, đông tình tuyết vẻ mặt kinh hãi trước sức mạnh của lục thánh cậu lại thật sự là tinh thần niệm sư sao, Lục Thánh?